China Zoo soon, and offer me a sparkle for catching apple, apple down here. This is the kind of new human that is an apple, and other so my take I'm ready to jump. Tâm thể hiện chọn để sai ta nhưng mà nít cứ làm bài mình to can sắc xa xong đọc cả phát mộng bọn nhóm hay tâm thể chọn để sao bà đàm mừng chứ ở lớn nhóm miên phê thọ video ban trần chỉ muốn làm bài chui nè thằng ốc đi để sai ta cứ bắt dư mình tên hay ốc miên phê thọ chẳng hết hay hiện cứ lưu vụ khăn mình tên chứng chọc thì ngày tận đi tới nhưng mình chọc ra chi hiếm thọ tại ban chán hay chứ mà nè thọ thì mình xin nóng bò ấy để tâm chùi được ca phát mộng để nè thọ thì chọn khơi được cập lời tập phong phát mộng đại miên là không sao rồi đại nè thọ khi ăn tuần hay chọn cửa món tên ngay khổ ấy chứ chọn được thay vì mình còn được thiệp bài này chứ nè thọ khi ai không muốn được hàng crown hay xin nóng bò một những khi ban chứ nên khi được chi hiếm thơ video bật to tiền để xa tà là nên như khi mình về từ này đã bởi thua video cho nè thọ khi anh chắc là xem video này nên cứ ở người ban khơi nên lời cho nóng chơi một video ấy cứ chỉ ca một hàng chú nơi là tập hợp make up là những chương trình nơi Walgreen là tập hợp này cứ chỉ là để ăn hàng cái trong dịp tháng cứ chỉ là tập hợp phát một bài cú xong mà đừng đi tập máy xong rồi để ai rồi tìm bán chương là những cứ cái bàn tờ xe này không tập hợp internet cái hạ tập hợp nó không internet những cái tháng cứ chỉ là tập hợp đây là ở việt nam thứ năm hay miền đông lại thao cho nên không trong sạc sạc mỡ hay cần thay vì nhỉ ăn chứ ca phạt của máy đi cứ phở là được thôi từng ăn đi hay sạc cua xong đá hay mỡ tới ở cứ miên cô được kêu cô ai phở khỏe bàn chứ nè đó khi chọn đơn tha là được thôi từng ăn miên ấy khá hay miên làm lại của man hay miên cô được ngã chân xong tam là ăn tôi sẽ nào bị đổ từng ăn so like it's gonna be all the drugstore product. I'm gonna start with the primer. I have wet and wild primer. It's just like normal look. This is my Daiso mirror. A big fan of Daiso since I was in Cambodia anyway. Here my fashion lip, which is late not to map lip. Capis by Mok Mun Yun Chok Tam Pat Mok. Just in I am late not to moon set. Just for Tom Allen, Yun 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 So it's a Neutrogena Hydro Boost Hydrating Tint Moisturizer Plum and for 24 hours. So it's supposed to be really moisturizing and natural. I'm picking Honey 85 color. I like smooth massage, smooth the mom honey. I really like bites of hair. The only means some of hair in it. Honey, achieve a paint top. Vì mình chuộn được hàng nóng cho nhau mình nghe ý baby à you have me zoom it in yes master hai ở tao bao nhiêu mình hờ chuộn cho nhau mình giờ chuộn nó đi sao nó ngoài trong mình mốc let's see it fit In real life, when you blend it, it's kind of okay because sometimes I can be tense too. It's a little streaky. Oh, it has like a little. But top of it, you mean CoverGirl. So, this is a concealer that you put on your eye. You can apply it for the lamp, by the lamp, like around $8. So concealer with soft touch tip for gentle application and a long lasting formula give you a smooth matte finish that lasts all day. Now there's like a tube like this. Medium yo late medium, you might then have some side to come out you can get it. It's gonna be darker than my skin. They said, so this is Maybelline to Fit Me and they said it's really good. It lasts all day, it's really lightweight, you don't feel anything. So I'm just gonna use that
wet and wet contouring brush. I need to use map contour a little more thicker. You gotta go foundation is done. We need to do it quick. Tạm thời anh em khởi chịu hai bó viên thả thai chúng tôi đi về đại nhân thời ca ở bên thai mới được thời ca thai mà sai thôi anh chứ we also got the information. This Wet n Wild eyeshadow, I picked this because I love the color in there. Của Evie Min Poa này, em chưa chật chờn. Cho nên mình rất yêu Poa hôm nay đi. See how it's go. Oh, it's actually not bad. Kind of fun thing. Use this color as a contouring color. It's really pigmented. I know Wet n Wild make a really good pigmented eyeshadow. Ooh, too much. I'll put a little bit and brush it on. It's a lot of fallout. This brown color. So, nhung nâng phát phô hình của mái lý đạm này hoàn của tôi hôm nay. Hay nhung nâng bố vi thái thái màu của đá hôm nay. It's really easy to blend, but also you have to be really careful. Nên mà tôi nghĩ số phát tay mình đang nhân thời của dạng tay thì tôi hiện thường này tới biển đi chẳng á. Mình dùng của kiểu đi để xa thì chẳng đơn tha. Vì xa là đoạn. Malamy eyeliner is really good and this one is like it. So this is how it look like and it do look like this at the tip. You can see. Anh đi kê bẹp ta view như số cô để xa từ chỗ view mình lại cần ăn tốn hai cô tới qua được mai cho bà lo. Baby, oh shit, my shoes mess up. Could be another video. Okay, maybe I shouldn't draw it either side. It's not that bad. What do you guys? For the eyebrow, I'm gonna go with the eyebrow pencil from Wet n Wild. This is the in the color of Blonde Moment. So I normally draw two lines first, and then I'm just fill in the tip at the end. Like that. I like using the bone part on the neck. On the neck. It's called Kiss. And I was saying that I really love how it hugs my eye because it goes from short to long. Hula from Benefit. It's my favorite. It's gonna be like a small little. So you can get that and get that. Nice. Ooh, check out that cheekbone. Don't mind you, but I'm going to do that. Sorry.
powder. See any, but we'll see. Or maybe I just need to use my finger. I don't see anything. New diamond, that would be up to you. Or do we say hi, diamond? Oh, yeah. See. Oh, now you see. If I put the light down, and you can see that. It's actually glowing. Put a little bit on my top of my brow. Tube, and this one is from Malani, and I don't remember how much it was, but I just think it's really pretty. So then I put a little bit, so it's like a little glitter, kind of shimmery blue, and oh, it's so pretty. So I put it underneath my eye to see. Done. I really love how it looks, and it's actually really not bad. I've been looking at the mirror and it's still really pretty in real life. It's also in camera. I'm really happy with how it turned out. I don't know about this foundation so far because it doesn't absorb into my skin, but it's also not that bad. I love the blushes though. I think the blushes is really pretty, so really good job on Black Radiant. And I also love the highlighter. Even now, I kind of, if you want something like really nice glow, but since you have only just my highlighter, like the night time, soft, or some tone highlighter, because so far, I really love the concealer and shadow. I actually love everything. I don't know. I just like how it looks. I just don't know if it's gonna be lasting a little long or I don't know about that yet, but I really love how it turned out. I make a little mess inside the tear duct right here, but we're gonna come with a look. So far, it's really pretty, and yeah, I hope you guys enjoyed the video, and don't forget to subscribe and like my video. Hãy ấn vào nút đăng ký để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cùng click chữ like hay subscribe hay share lên trên Facebook. Don't forget to follow my Instagram @applelove_leader, my Facebook @applelove makeup gallery, and also yeah, we can keep in touch and we can talk more about makeup. We can play more about makeup, and I hope to make more video for you guys. So thank you. I'll see you later. Bye bye. Chuẩn bị clear.